Thưa vị, tiếp theo về kỹ sử cây bonsai thì hôm nay về thăm khu vườn của nhà bạn Lô. Tiền thì lóng quay những cái phối này để các bác chiêm ngưỡng, và nếu như mà ai yêu thích thì có thể giao lưu với bạn Lô. Kia là bạn Lô, bạn đang còn dọn lại một số cái cỏ cho nó sạch để Long sẽ quay và gửi đến quý vị. Thì đối với cái clip lên này thì Long sẽ quay những cái cây phối quý vị nhé. Nếu như mà quý vị yêu thích cái cây nào thì quý vị có thể chụp màn hình lại quý vị. Chụp màn hình và gửi qua cho bạn Lô, rồi bạn Lô sẽ báo giá lại cho quý vị nhé. Thì một số cái tác phẩm phối, rất là nhiều tác phẩm phối. Quý vị chụp màn hình lại rồi bạn Lô bạn sẽ bảo về cái thông số và cái giá cả. Long sẽ đi một vòng đi, tại vì đây rất là nhiều cái phối quý vị. Đây, một tác phẩm phối tiếp theo. Cái này thì Long quay Long nói rõ luôn là cái những cái phối này á ở dưới nó còn rất là đẹp nha quý vị. Tại vì bạn Lô bạn đang nuôi thì bạn lấp đất lại để cho nó cây nó phát triển được tốt hơn á. Đây, một cái tác phẩm phối tiếp theo cũng rất là dữ đó quý vị. Ở dưới cái đế nó còn nha quý vị, ở dưới đế nó còn á. Long đi một vòng cho nó hết luôn đi, cùng hai mấy ba chục cây phối đó quý vị. Phối thì thực ra mà nói thì quay thì nó cái clip nó cũng không có được đẹp, tại vì mình nhìn cái phối à không có hình dung nó được, nhưng mà nó sẽ cố gắng quay những cái nét đẹp nhất để quý vị có thể nhìn kỹ. Đây, một tác phẩm phối tiếp theo. Cái này rất là dữ này, cái này đường huynh nó cả trăm quý vị. Ủa lôi, cái này cái đường huynh của nó trăm mấy luôn hả lô? Cái đó 120 à. 120 luôn hả? Wow, kinh khủng luôn quý vị. Phôi nó đường huynh 120 luôn quý vị. Phôi rất là lớn. Đây, chúng ta có thể nhìn tổng quan về tác phẩm cái phôi này. Cái này là thuộc cái lớn đó quý vị. Như vậy Long đã quay được 4 cái phôi. Rất lớn, để liên lạc hết rồi. Nhìn các cái đường rễ của nó rất là ghê luôn quý vị. Rồi, tiếp theo về những cái phối bên này. Khi mà mình nhìn như thế này, mình chưa hình dung ra được cái phôi quý vị, nhưng mà Long tại vì đang còn nuôi, nhưng mà khi Long quay tới gần quý vị mới thấy được cái cốt, thấy rõ cái cốt của nó. Rồi, đây một tác phẩm phối đẹp này này. Đấy, những cái này nó đã bỏ lại rồi quý vị. Thì quý vị cũng thông cảm, tại vì khi mà Long quay những cái phối này, cái chất lượng của clip thì nó không được đẹp cho lắm á quý vị. Chất lượng video thì vẫn tốt, nhưng mà do là chúng ta không nhìn tổng quan được hết cái cây, và cây nó chỉ thành phẩm, nó là cái phôi thôi, nên nhìn nó không được đẹp mắt. Nhưng mà đây là những cái cây, là cái nền tảng cho cái bonsai quý vị. Nên là quý vị coi cái clip này thì cũng thông cảm quý vị nhé. Long chỉ muốn, mục đích là chỉ muốn giới thiệu đến quý vị những cây phôi đẹp. Chúng ta có thể nhìn nhận ra được cây phôi đẹp để mình sở hữu về, mình tạo dáng cho cây. Đối với cái cây thì riêng phần cột, cái này là trời cho rồi quý vị. Còn đối với cái bộ bông tai bông tàng thì chúng ta sẽ tạo dáng cho nó. Chúng ta sẽ xây dựng cái kiến trúc về bộ bông tai bông tàng cho nó. Thì tùy vào cái cách làm của mỗi người khác nhau thôi.
Nhưng mà điều đặc biệt thì những cái phôi này nó có sẵn cho chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta sở hữu thì chúng ta có thể về nuôi, tạo dạng cho nó. Nó đi hết một lượt một vòng ở bên này, sau đó đi quay ngược lại bên này. Còn rất là nhiều đấy quý vị. Đấy, cái dải bên này long chưa quay này. Một cái phôi có bộ đệ nó rất là đẹp. Quay sát lại cái gì mới thấy được. Tại nó hòa quyền với cái đất. Chúng ta không nhìn thấy kỹ được. Những cái tác phẩm phôi ở đây bản lô bản năng nuôi thì cũng là những cái tác phẩm phôi rất là khủng đó quý vị. Cái phôi dự không đó quý vị. Đây, ví dụ giống cái này thì ở cái đệ ở dưới nó còn lấp ở dưới nữa quý vị. Mấy cái chi này quý vị kinh khủng. Cái này nó bám phủ đều phong già lắm rồi, rất là kinh khủng luôn quý vị. Rồi thì cái phôi kia thì nó nhỏ, nó không quay. Quay cái này rồi sau đó chúng ta sẽ đi vòng lại, vòng ngược lại. Một tác phẩm phôi tiếp theo. Đây là dự. Đây, lòng sẽ đi ngược lại kia các cái phôi ở bên này. À, một tác phẩm cái phôi rất là dữ. Cái này mới nuôi gốc thôi quý vị. Bông tay bông tàng chưa có tạo tác. Đang còn nuôi gốc, nuôi cốt. Nhưng mà cốt đẹp. Phôi tiếp theo toàn là phôi đẹp thôi quý vị. Cái này cốt cũng rất là dữ. Đây, tiếp theo một cái phôi quý vị. Cái này sau này trở thành một cái lùn lực. Này, cái đế của nó, quý vị nhìn thấy cái đế của nó này. Cái này lên có 10 thôi quý vị. Nhưng mà đế nó rất là dữ ở dưới này quý vị. Đế ở dưới còn rất là dữ. Wow, một cái phôi. Một cái phôi tiếp theo. Cốt đẹp. Cốt cũng đẹp đấy quý vị. Đấy.
tiếp theo đây là một cái phôi. Cái này định hình bộ bóng tay bóng tàng nữa quý vị. Tổng quan về tác phẩm này, đây là một tác phẩm tương lai này. 90 phần hả? Cái này là cây có tương lai, nhìn xét cái này có tương lai này luôn. 3 năm sau. 3 năm sau có thể đi chơi được các vị. Kinh khủng, cái này kinh khủng. Này, bắt tay này. Chi số 1. To lắm các vị. Ghê. Chi số 2. Để rất là đẹp. Cái này để khá đẹp này lôi. Cái này để đẹp á. Để đẹp. Để quay lại tác phẩm này chị tí. Wow, đây là tổng quan. Tức là cái này bộ bóng tay bóng tàng chưa làm sạch nên quý vị không hình dung được, nhưng mà cái này là cái đẹp đấy. Yeah, cái này được đấy. Rồi, một số tác phẩm phôi này. À, cái này là cái lá trúng mà. Lá trúng nhưng mà cái kim giòn hay là cái phản không? Cái trúng nu da đen mà. Nu da đen hả? À. Tại cái lá nó nhìn nó giống như cái giả, nó tự tựa kim giòn nhỉ. Cái này cũng ghê á. Hoành nó 60 này. Quay một vòng quấn thân để cho quý vị nhìn kỹ hơn về tác phẩm này. Cái này khá đẹp đấy. Tiếp theo. Cái này hoành cũng lớn. Cái này cũng là cái đẹp này. Nhưng mà cái này bộ bóng tay nó đang còn non hả? Tại này nuôi thêm rồi. Dỗ cho nó lớn rồi. Cái này nhìn cũng ghê đấy chứ. Đây, tổng quan. Nhìn. Ghê. Quá dữ. Đây mặt tiền. Đó. Đi một vòng quanh gốc cây. Bộ mặt thứ 6 cũng rất là đẹp. Đều cái này đều. Để đều luôn đó quý vị. Cái này để cũng đều. Cái này thì các cái bóng tay ông tàng nuôi. Để cốt cũng rất là dữ. Nhìn hết kỹ được. Nuôi về đó. Mình đang nuôi mà. Nuôi phải chấp nhận thôi. Đây, tác phẩm. Cái này là cái cuối cùng ở clip lần này luôn đó quý vị. Về các cái phôi đẹp ở vườn Bản Lô. Thì Long sẽ quay cái tác phẩm này cuối cùng. Rồi Long kết thúc clip này tại đây quý vị nhé. Wow, cái này chắc cũng cỡ 70 hơn 80 không lâu nhỉ? Cái đó 1 mét à? À không, ở dưới nó cái éo này á. Cái éo nó cũng 70. Ờ, thì mình tính cái éo này đi. Còn ở dưới này thì 1 mét. Cái này cũng rất là ghê. Kinh khủng. U cục kinh khủng luôn. Phía sau. Ui, cái này kinh khủng luôn rồi. À, cái này nhìn núi luôn. Ghê ha. Rồi Long xin kết thúc clip này tại đây nha quý vị.
số tác phẩm cây phôi của vườn Bần Lô. Thì clip lần này Long quay để giới thiệu đến các bác cùng quý vị. Thì cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để xem clip lần này. Nếu như quý vị yêu thích thì có thể liên hệ với Bần Lô để tham khảo về giá cả các cái tác phẩm cây phôi này quý vị nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.